Xin chào các bạn đã đến với Di Động Việt. Apple và Samsung thì từ lâu nay đã được coi là một cặp vợ chồng già trong thế giới công nghệ, đặc biệt là trên phân khúc điện thoại di động. Nói như vậy bởi lâu nay hai công ty này dù luôn gầm ghè nhau trên mặt trận pháp lý, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào nhau mà sống, thông nhau mà sướng. Apple thì cần chip nhớ màn hình của Samsung, trong khi đó Samsung thì cũng không ngần ngại ca tụng Apple là bạn hàng lớn nhất của mình. Tuy nhiên thì tình yêu giữa hai gã nhà giàu này có vẻ như là cũng sẽ sớm kết thúc khi mà Apple đang dần tìm được bến đỗ mới mang tên là LG. Lý do chính để Apple ruồng bỏ vợ cả Samsung để đến với vợ bé LG cũng nằm ở việc táo khuyết đã cảm thấy mệt mỏi khi mà bị phụ thuộc quá nhiều, nếu không muốn nói là toàn bộ vào các tấm nền màn hình của Samsung. Và dĩ nhiên, một khi đã chịu cảnh độc quyền thì sẽ không lạ khi mà trước đó, công ty Hàn Quốc cũng vô tư hét giá bán các tấm nền độc quyền cho Apple với mức giá cao ngất ngược. Do đó thì Apple phải tìm cách thoát khỏi cái nhà vợ cả này càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Dĩ nhiên thì cái gì cũng phải có thời gian thôi. Khi mà hiện giờ Samsung vẫn đang đè đầu cưỡi cổ, không chỉ riêng ông chồng táo khuyết mà còn cả thế giới của màn hình OLED nữa. Với kinh nghiệm lâu năm cùng tỷ lệ lỗi màn hình luôn ở mức thấp nhất, Samsung luôn là một bạn hàng cao cấp với bất kỳ một bên OEM nào có ý định đặt mua hàng của họ. Nhưng như đã đề cập thì hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều các nhà sản xuất mới tham gia vào cuộc chơi OLED trên di động và sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Samsung như là JDI, LG hay mới nhất là BOE. Tuy nhiên thì như đã đề cập, sau tất cả, có lẽ Apple sẽ lựa chọn vợ bé thứ hai cho mình là LG. Hai anh chị này thực tế đã có một mối quan hệ khá là liệt nhằng từ lâu đời trước đó. LG là OEM đầu tiên được Apple giới thiệu tại sân khấu chính của mình, màn hình 5K dành riêng cho máy Mac mà không phải một ai khác. Và giờ thì LG đang có cơ hội lớn để trở thành nhà cung cấp màn hình OLED thứ hai cho táo khuyết sau Samsung. Cụ thể, để chuẩn bị cho bước tiến mới này thì Apple và LG đã phải làm việc khá là lâu để nhằm cải thiện chất lượng màn hình nói chung của công ty Hàn Quốc, bởi những tấm nền của LG dù có chất lượng hiển thị tốt, mức giá rẻ hơn so với Samsung nhưng tỷ lệ lỗi vặt lại cao hơn hẳn. Được lọ mất cái chai. Và một công ty luôn truy cầu sự hoàn hảo như Apple thì đó là một điều khó chấp nhận được. Nhưng nhẫn cưới đã trao tay thì cái đích tiếp theo sẽ là của hồi môn. Apple đã ngay lập tức chi tới 1 tỷ USD cho LG để công ty này mở thêm dây chuyền sản xuất màn hình mới chỉ để phục vụ riêng cho táo khuyết mà thôi. Và dây chuyền sản xuất E6 mới toanh vừa được khánh thành tại nhà máy LG ở Hàn Quốc đã được đưa vào hoạt động từ cách đây 2 tháng với hy vọng có thể đáp ứng được các đơn đặt hàng của nhà sản xuất iPhone. Tuy nhiên, nhiều thông tin khẳng định LG chỉ có thể cung cấp khoảng 400.000 màn hình OLED cho iPhone trong năm nay mà thôi. Con số này vẫn kém rất là xa so với mức dự đoán 2 triệu màn hình được đưa ra hồi tháng trước. Dù vậy thì với sự giúp đỡ về tài chính từ phía Apple, LG nhiều khả năng sẽ nhanh chóng tăng sản lượng màn hình OLED trong thời gian tới. Nói tóm lại thì có thể thấy Apple từ lâu luôn tìm kiếm một nhà cung cấp màn hình OLED thứ hai nhằm phá vỡ cái thế độc quyền của Samsung. Với mức giá bán lẻ từng tấm nền OLED được cung cấp từ LG Display, Apple được cho là sẽ mua rẻ hơn Samsung khoảng 20 USD, tức là với dự đoán 2 triệu màn hình được sản xuất, Apple sẽ tiết kiệm được khoảng 40 triệu USD tiền sản xuất iPhone mới. Rõ ràng là cái con số này cũng chỉ như là muối bỏ bể thôi so với doanh số hàng chục triệu iPhone được xuất xưởng mỗi quý. Nhưng vấn đề là điều này sẽ mang lại thành công cho Apple khi đa dạng hóa nguồn cung màn hình OLED cho iPhone. Do đó thì một khi LG đã đủ lông đủ cánh thì viễn cảnh Apple đã đi Samsung khỏi ngôi nhà sản xuất của mình cũng không phải là không thể xảy ra. Hoặc cũng có thể có một kịch bản đó là Apple sẽ giữ cả hai cô vợ này lại. Để nhỡ đâu cô nào bận đẻ đái hay là bận gì đó hay là bị làm sao đó thì còn cô còn lại, đúng không? Các bạn nghĩ sao về cái chủ đề này? Liệu rằng Samsung có khi nào sẽ bị Apple cắt đứt hẳn tình duyên hay không? Thì hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì video này đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.